Video này được mang đến cho bạn bởi content Phúc Lộc, editor Loader và tôi Quần Quại. Video này được mang đến cho bạn bởi content Phúc Lộc và giọng đọc Quần Quại. Nhưng mà tôi phải chèn vào một tí để quảng cáo cho 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ, hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Bài recap sẽ bám sát nhất với manga để tránh dài dòng lan man. Thế nên để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim, đọc truyện và tự cảm nhận. Hoặc nếu muốn sống lại tuổi thơ cùng chúng tôi thì hãy xem cái này cũng được. Sau khi rời khỏi lò săn tiền thưởng, Băng Mũ Rơm tiếp tục băng sóng vượt gió cùng sự góp mặt của Vivi và con cạp cạp của cô ấy. Với kinh nghiệm của mình, cô công chúa có phần lo lắng, nửa vì sự ảo ma ở Đại Hải Trình, phần nữa là bởi đám chân bé đù thích nghịch trên tàu này. Thấy cô bạn có vẻ căng cứng quá nên Nami đã giúp Vivi bình tĩnh lại. Nhìn vậy thôi chứ đám này khá được việc đấy. Đấy, thấy chưa, uy tín như này cơ mà. Đúng theo những gì quý cô chủ nhật đã cảnh báo, Băng Mũ Rơm đang hướng về đảo Little Garden, đi theo con sông tiến vào bên trong. Cả bọn thấy chỗ này cũng hơi kỳ kỳ. Vườn tược méo gì rộng như khu rừng, đã thế lại còn hoang sơ thế ớn. Đã thế thú lại còn toàn giống săn mồi với kích thước to điên, đan xen trong đó là những tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Với những điều kiện trên thì có cho tiền cũng chả dám xuống. Lù thì cũng không cần tiền, chỉ cần một hộp cơm full topping là đủ để cậu bắt đầu thám hiểm rồi. Đồng hành với Luffy là Vivi cùng với Karu. Nami khuyên cô nên giữ an toàn làm trọng, nhưng Vivi khẳng định mình ổn vì có Karu đi cùng rồi. Chắc cô phải tự tin lắm mới tin vào con cạp cạp này. Sau khi được Sanji chuẩn bị đồ ăn hải tặc, Luffy, Vivi và Karu bắt đầu vào rừng để thám hiểm. Cho đến khi họ phát hiện ra có một con khủng long cổ dài. Với hiểu biết của mình, Vivi khẳng định đảo này là đảo tiên sử. Nếu không cẩn trọng thì cả bọn sẽ làm mồi cho đám sinh vật ở đây ngay. Nghiệm này chuẩn với mọi tập trừ Luffy ra. Không biết nhõi này lấy sự bạo dạn ở đâu mà dồi dào đến thế. Chỉ khổ mấy người trông trẻ theo kèm mà thôi. Một lúc sau thì đến lượt cặp Tảo và Xoắn. Một thằng dám thách là một thằng dám chơi. Kèo này là thi xem ai kiếm được nhiều thịt hơn. Nhân sự tầm này chỉ còn đúng hai khứa yêu bóng vía nhất. Sanji đã hạ thành công một bé T-Rex. Còn ở phía kia, Zoro đã thịt xong một bé tam giác long. Tưởng chúng đã là lũ ghê gớm nhất ở cái chỗ này rồi nhưng không, đám đó chỉ là ruồi nhặng lìu tìu mà thôi. Nếu như so với chùm cuối đang ở chỗ Going Merry để phát những chiếc áo cực đẹp, cực mát, cực form cho tổ đội Mũ Rơm cũng như các anh em khác. Đùa đấy chứ thực ra là để giới thiệu phim này hay phết. Một page chuyên bàn luận về phim ảnh với đầy đủ những thứ mà các mọt phim cần, nhưng lại không có cách nào để Nami và Usopp thoát khỏi cái con quái vật lừng lưỡng này. Nhà có rượu không các bro? Hả, gì cơ, ông nhắc lại được không? Ta hỏi các bằng hữu là có rượu không cho xin ít. Chắc là cũng còn chút đấy, ông muốn thì để tôi lấy rồi. Ngon. À, hóa ra là mày chọn cái chết. Khỏng chả lung. Chứng kiến màn đồ sát thẳng tay của gã khổng lồ, Nami và Usopp mặt cắt không còn giọt máu. Không biết số phận mình sẽ thế nào đây. Người khổng lồ giới thiệu mình là Broggy, aka top 1 chiến binh làng Elbap. Những lúc như thế này khôn ngoan nhất là giả chết. Ôi, nhưng mà đây có phải gấu đâu mà làm thế. Trong lúc gã khổng lồ còn đang chấm than cả rổ thì ở bên phía Luffy, Vivi đang chấm hỏi cả nắm trước sự ngây ngô vô cực của khứa Mũ Rơm. Năm nay cô 16 tuổi, chưa từng thấy cái trường hợp nào mà lại dùng tay siết cổ một con khủng long chỉ để điều hướng nó đi theo ý mình. Hậu quả cho cú chơi lớn ấy là Luffy đã bị tổ đội của cổ dài bao vây. Có điều tôi không biết hậu quả hay là không, bởi vì thằng Lù nó hào hứng lắm. Đám khủng long liên tục pressing, Luffy với tinh con thân liên tục thoát một cách rất khỉ. Mọi sự cố gắng của lũ cổ dài đều công cấp, cho đến khi nhõi này tự nộp mình bằng cách leo lên đầu con bặm trợ nhất để rồi bị nó nuốt sống. Có điều số cù nhõi chưa cạn, một gã khổng lồ vung kiếm bay cổ con khủng long giúp Lù thoát ra ngoài. Ông ta tự giới thiệu mình là Dory, tên viết tắt của kẻ mạnh nhất làng Elbap. Ông ta rất ấn tượng với màn tương tác của cậu với đám khủng long nên mới ra tay giúp đỡ. Luffy thì thấy ông này cũng vui nên cũng nhiệt tình giới thiệu bản thân, và cả Vivi và con cạp cạp đang sốc đến chết điếng nữa. Thế là họ thân thiết với nhau. Dory còn đưa cả bọn về chỗ nhà mình, mời Luffy món thịt khủng long nướng, trong khi Lù đến đáp bằng món cơm hộp mà Sanji chuẩn bị. Trong bữa ăn, Dory đã kể cho Lù lý do mà ông ta ở trên hòn đảo hoang vu này. Theo tục lệ của người Elbaf, bất cứ kẻ nào muốn va với nhau thì đều phải rời làng, tới một nơi khác để nhận sự phán xét của thần. Kẻ nào được thần độ mà thắng trong cuộc chiến mới được trở về. Đến bây giờ Dory và đối thủ đã chiến được 100 năm nhưng mà bất phân thắng bại. Trong khi đó tại vị trí của Nami và Usopp, cả hai đã bị gã Broggy này bắt về. Trong tâm trí của cả hai vẫn giữ quan điểm rằng ông ta sẽ cho cả hai vào chiên giòn, nên dình lúc ông ta đang nấu ăn thì lẩn vội. Thế nhưng số trời đã định, sau một hồi hết hổ rồi đến khủng long rượt, cả hai lại bị Broggy tóm được. Thôi, mọi thứ coi như đã an bài, kiếp này coi như bỏ. Cả hai bị đưa về ép phải ăn miếng thịt bự chảng này, chắc là để vỗ béo ăn cho đẫm này. Với suy nghĩ đó, Usopp và Nami quyết định sẽ không ăn để giữ cho thân hình gầy, đến khi nào tích đủ từ trường rồi cút cho lại. Kế cũng hợp lý nhưng để tích đủ thì cần hẳn 1 năm. Và thế là hết thật rồi. Thực ra hai đứa này overthinking thôi chứ Broggy chỉ muốn mời họ đánh chén. Nhưng khi đang nhắm thì thái độ của Broggy khác hẳn. Đúng hơn là ngay sau khi ngọn núi lửa phun trào, Broggy bảo những người bạn cứ ăn thong thả, ông phải đi tham chiến một chút. Ở phía bên Luffy, ông Dory cũng chung hành vi. Mỗi khi ngọn núi đó phun trào,
hai người khổng lồ sẽ bắt đầu cuộc chiến của họ. Cuộc chiến mang ý nghĩa danh dự là chính, chứ mục đích ban đầu của nó thì cả hai đều đã quên. Cú va chạm của hai chiến binh cự nhân tạo ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ, khiến cho cả Lù cũng choáng ngợp trước uy lực ghê gớm của nó. Thế trận 1-9-1 tái với sự cân bằng đến kinh ngạc, cả hai đều tung ra những cú đòn rất hiểm. Do đã quá quen với lối đánh của nhau nên chẳng khó trong việc hóa giải. Với những gì đã được chứng kiến, Usopp mê lắm. Tuy chẳng rõ lý do mà cả hai vẫn chiến khí thế đến vậy, nhưng đây đích thị là phong cách chiến binh mà cậu đã tìm kiếm. Nếu thực sự có một ngôi làng toàn những chiến binh tự hào như thế thì Usopp cũng muốn đến đó một lần cho biết. Sau một thời gian chiến đấu căng thẳng, cả hai đã có kèo thứ 73.466 với tỷ số hòa. Kết thúc màn đánh đấm, chuyển sang màn chén chú chén anh, Brogy đã lấy rượu mà đám Nami tặng để mời Dory. Điều này khiến ông dâu dài vui lắm, rất lâu rồi mới được nhậu một lần. Trong khi đó Vivi lại ỉu xìu, thời gian để chờ kim nam châm quá lâu. Thế này thì có mà nước nhà nguy mất. Dù cũng cảm thông lắm nhưng mà Brogy cũng bất lực. Bất quá thì đi bừa, biết đâu trời độ. Lù thấy thế mà ngộ ra, tầm này chắc chắn đó là cách duy nhất rồi. Cuối cùng câu chuyện đang nghe rất sầu lại mở ra một câu chuyện rất hài cho Luffy và Dory. Hai người cứ cười hô hố hô hố, khiến công chúa tóc xanh muốn khâu mẹ em mồm cả hai lại. Ở phía đối diện, Usopp đang kể cho Brogy nghe về ước mơ. Ước mơ trở thành một chiến binh dũng cảm như ông và Dory. Thấy khứa này cũng có chí khí, nên Brogy cũng flex về dòng gen đáng tự hào mà mọi người Elbaf mang trong mình. Đặc biệt là tinh thần chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Chợt tiếng núi lửa phun trào lại vang lên, báo hiệu trận chiến thứ 73.467 sắp bắt đầu. Brogy lại xách cây rìu vừa sửa lên ra trận. Sau màn dạo đầu ngôn từ, cả hai như mọi khi lao vào nhau điên cuồng. Ban đầu thế trận cân bằng, nhưng lâu dần phần hơn lại nghiêng về Brogy. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, Dory đã nhận phải một chém, khiến ông ta ngã gục tại chỗ. Cuộc chiến kéo dài một thập kỷ nay đã đến hồi ngã ngũ. Thần Elbaf đã chọn Brogy là người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên đây chỉ là một màn kịch với đạo diễn là gã này. Lội về thời điểm trước khi cuộc chiến diễn ra, Dory vừa mới nốc hai thùng rượu mà Brogy đưa thì đột nhiên trong bụng ông ta phát nổ. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, sau khi tỉnh lại, Dory cho rằng chắc chắn đám Luffy đã giở trò, bởi Brogy một đời liêm khiết không bao giờ làm trò tiểu nhân. Luffy thì không phải loại người giỏi dùng mồm giải thích, nếu đã oan thì chỉ còn nước dùng vũ lực để ông bạn khổng lồ bình tĩnh. Mỗi đòn mà Dory tung ra đều khiến cơ thể nhận thương tổn, nhưng không vì thế mà Luffy thắng thế. Không thể để ông bạn đau đớn thêm, Lù quyết định dùng chiêu hỏa tiễn cao su để đánh ngất Dory. Ông khổng lồ cũng chẳng vừa, một dẫm khiến Lù bẹp dí trước khi bản thân từng bước đổ gục. Nhờ có cơ chế cao su nên Luffy vẫn ổn. Trong lúc ông bạn nằm tĩnh dưỡng, cậu sẽ đi làm ra ngô ra khoai vụ nổ vừa nãy. Nếu không phải ông Brogy và đồng đội của mình, chắc chắn trên đảo có phe thứ ba đang ủ mưu gì đó. Đúng lúc đó ngọn núi lửa lại phun trào, Dory hồi tỉnh. Dẫu thân mang trọng thương nhưng với tinh thần chiến binh, ông vẫn nhất phải ra trận. Để tránh việc Luffy sẽ ngáng chân mình, Dory đã vận hết sức bê núi đè lên mũ rơm, kéo theo đó là lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu. Với ông, sống là chiến đấu và danh dự, thế nên dù giá nào ông cũng không lùi bước. Có lẽ thần Elbaf đã không chọn ông nên mới xảy ra cơ sự thế này. Chứng kiến sự bất khuất của chiến binh khổng lồ, Luffy càng thêm căm phẫn tên khốn nào đã giở trò khốn kiếp. Đang cùng quẫn cố thoát khỏi ngọn núi thì Luffy được báo một tin cực sốc từ Usopp. Nami đã bị khủng long sơi tái trong lúc bọn họ đang về tàu. Một tin không thể sốc hơn. Quái vật cỡ Nami mà cũng bị sơi hay sao? Thật không thể tin được. Chắc là cái thứ sốc hơn thì chỉ có thể là quân Âu của 360 Boutique. Để tri ân sự ủng hộ nồng hậu của anh em The Reviewer, 360 Boutique tung một điều siêu khủng cho riêng anh em xem video này. Không phải quần Âu 199k mà là quần Âu sốc giá chỉ 179k, dành riêng cho anh em nào xem được video này khi áp mã. Đây không phải là một chiếc quần Âu bình thường. Quần Âu 199k mang đến cho anh em những tính năng vô cùng vượt trội. Chất vải mềm mịn, không chỉ thừa, không nhăn, chiều dài trên mắt cá chân, mang lại sự trẻ trung thời thượng. Giá chỉ áp dụng khi anh em nhập đúng mã như thế này. Nhận hàng không đúng quảng cáo, xin gửi đánh giá 1 sao, quần đẹp như trong hình, chất lượng vải miễn chê, link trong phần mô tả và bình luận. Quay lại với video, Vivi thì lại nghĩ khác. Dựa theo những gì mũi dài nói thì có thể Nami không phải bị chén, mà là do có kẻ giật dây, cụ thể là Baroque Works. Chính chúng đã đứng sau những biến cố trên đảo này. Tội của lũ này không thể dung thứ được, nhất là khi họ thấy được kết cục của cuộc chiến. Luffy sẽ tìm ra và cho chúng biết thế nào là thái độ. Khẩu khí cao lắm nhưng mà bị đè này thì chịu hẳn. Thế nên Usopp và Vivi sẽ đi tìm những kẻ đó. Nhưng thôi, khỏi tìm. Ả va lung tung và khứa năm đã đến, kèm theo Karu đang trong trạng thái bất tỉnh. Trước đó gã đã bắt chú vịt bự để ép nó dụ Vivi ra mặt hòng né Luffy. Can đảm bằng không nhưng trung thành Karu có thừa, nhất quyết không làm chuyện hại chủ. Hậu quả là bị bón hành cho khét lẹt thế này. Luffy đã lâm vào cảnh bất lực, coi như trở ngại đã được giải quyết. Kẻ ra đòn trước là kẻ khôn. Vivi và Usopp lần lượt lao lên lấy lợi thế, có nỗ lực nhưng mà không đáng kể. Sau khi dính phải đạn dỉ mũi, Usopp bị va lung tung cho một nhấp nằm im, còn Vivi thì bị tóm cổ bởi khứa năm. Trước khi đi, chúng hành cho đám còn lại ra bã, coi như bồi thường thiệt hại cho những gì xảy ra ở Whiskey Peak. Được thì cứ gáy đi, kiểu gì thì kiểu Luffy cũng sẽ đến tận nơi trả cả gốc lẫn lãi cho chúng. Trả trước bãi nước bọt này. Mẹ, đúng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Sau khi đã cho đám Luffy nhử xương, chúng đưa công chúa đến gặp một gã với mái tóc hình số 3 khá là độc lạ. Bí danh của hắn thì hẳn là Thầy Ba, kẻ đang khống chế Broggy. Hắn sở hữu trái Dorudoru no Mi, một trái ác quỷ giúp hắn tạo ra và kiểm soát sáp nến với độ cứng khi khô ngang với thép nguội. Hắn là kẻ đứng sau mọi chuyện, từ việc cho khứa 5 gái bom trong rượu cho đến việc giở trò trong chiêu quyết định, tất cả chỉ để thu về 200 triệu belly từ cái đầu của hai ông khổng lồ. Khi biết được hết chân tướng sự việc, tinh thần Broggy suy sụp hẳn. Cuộc chiến đáng tự hào của ông và Dory cuối cùng lại kết thúc trong sự dơ bẩn đến thế này. Trước đó hắn đã bắt được Zoro và Nami. Vậy là những mẫu vật đã tể tựu đồng đủ. Thầy Ba sẽ cúc tất cả thành những bức tượng sáp đẹp ngất ngây, ôi chết điếng lòng người luôn. Thông qua chiếc tháp nến này, sau khi đặt cố định ba người bạn vào phần đế, hắn cho quay một bàn xoay trên đỉnh tháp. Theo lời của thầy Ba, màn sương mù sáp từ bên trên sẽ từ từ biến nhóm Zoro và ông Broggy thành tượng sáp. Nami nhờ Broggy cứu, nhưng tập này ông khổng lồ đã bị tổn thương sâu sắc, chắc là không làm được gì đâu. Cái đấy là thầy Ba ba hoa chứ thực chất. Qua biểu hiện của Dory, Broggy đã thấy vấn đề từ trước. Một tên khốn như thầy Ba làm sao mà thấu hiểu được thứ được gọi là tinh thần chiến binh đích thực cơ chứ. Ngay lập tức Broggy cho thấy cái gen khủng bố của cự nhân tộc khi thoát khỏi sáp của thầy Ba. Trước tình hình đó, khứa năm tung chiêu liên hoàn bom khiến cho Broggy thêm lần nữa đo sàn. Thầy Ba còn bồi thêm một lớp sáp nữa, bổ sung thêm vài cái cọc khóa tứ chi đối lại cho nó cẩn thận, rồi thúc đẩy quá trình sáp hóa lên nhanh hơn. Chẳng có nhẽ cuộc chiến tự hào 100 năm lại kết thúc một cách lãng xẹt như vậy hay sao? Không có từ ngữ nào có thể tả được cảm xúc của Broggy vào lúc này. Tương tự như sự tức giận của đám Luffy, ngay sau khi được Karu giúp thoát ra, Lù cùng Usopp đến ngay chỗ thầy Ba cùng đồng bọn. À từ từ, để hãm phanh đã. Ok, giờ là lúc đập cho chúng một trận rồi. Ơ trời, đầu ngộ quá ta. Mắc gì đến người? Số 3 đang cháy kìa. Kệ ta. Thôi ngừng vô chi. Ưu tiên hiện tại của Luffy là phá tháp sáp trước khi đồng đội thành tượng nói chung và đôi chân Zoro hết máu nó riêng. Lý do là bởi khứa này định tự cắt chân. Má nghĩ thốn thật sự. Ngoài ra Zoro còn bảo hai cô bạn nên vào dáng sẵn đi. Dẫu có thành tượng thì cũng có giá trị nghệ thuật hơn. Đấy, kiểu giơ kiếm này này. Trở lại với tình hình của cuộc đối đầu, thầy Ba mở bát bằng một đòn khóa chân. Tưởng hại hóa lại hay. Luffy tận dụng luôn để búp cho đòn búa sáp cao su. Xin luôn cái trụ. Nếu anh em nào tò mò khứa Usopp và Karu đang ở đâu thì đây, vị trí của họ là support. Support tinh thần. Sau màn ra tay có vẻ rất khôn của Luffy, đám Zoro đã nhận được thành quả. Quả đắng. Tốc độ hóa tượng ngày càng nhanh hơn. Không còn thời gian để chần chừ nữa, Luffy phải ra tay ngay. Cái ý đấy không được sự đồng tình của thầy Ba. Hắn ra sức chặn đòn của Luffy. Tưởng khôn ngoan thế nào, và cuối cùng lại là tự bóp. Búp cho Cù Lù một vũ khí để nó phá lớp phòng thủ và cả cái giao diện của mình. Cứ ngỡ đã thoải mái ra tay thì Luffy lại quay xe không tung đòn nữa, mặc cho sự thúc giục từ Nami. Nguyên nhân là bởi cậu dính Alaba Chap của đồng đội thầy Ba, nhóc tuần vàng. Thay vì dùng những đòn vật lý, nhóc tì này dùng phép. Một khi bị trúng skill này, đối thủ sẽ bị cưỡng chế cảm xúc, tương ứng với màu sắc dính phải, như màu đen của sự phản bội, màu vàng của sự hề hước, màu đỏ của bo tót, hay màu xanh của sự dịu dàng. Nếu solo vật lý thì Lù còn chơi được, chứ đấu phép thì cậu chịu. Usopp sau khi cắt đuôi được đám khứa năm đã quay trở lại thì hoảng hốt khi thấy Zoro, Nami, Vivi và ông Broggy đã lột đỉnh đến 99.99%, trong khi Luffy thì lại ngồi chill. Thôi xong. Quả này có khi Lù phải về Việt Nam tuyển thuyền viên mới cũng nên. Kịch bản ấy đẹp, tiếc nó không xảy ra. Usopp đã tìm ra căn nguyên của tình hình nên đã ra tay để giải quyết vấn đề, bất chấp dính phải hơi thở của bom từ vị trí của khứa 5. Nhưng bù lại, Usopp đã đem ngôi sao hy vọng trở về sàn đấu. Ngừng tấu ải, Lù đã căng. Căng thật không đùa. Cu cậu tính ra chiêu phá cái tháp sáp luôn cho lẹ, nhưng tạm thời chưa được, bởi phía trước cậu là thầy Ba với một bộ giáp bằng sáp, đã thế còn được sơn màu nữa, đúng vô địch. Trong lúc Lù đang đại chiến với thầy Ba, Usopp phát hiện ra cách cứu đồng đội. Chỉ cần dùng lửa làm chảy sáp là ok. Tuy nhiên cậu phải nhanh lên, bởi chỉ 30 giây nữa là endgame. Trong khi địch thì ghê gớm, sẵn sàng chặn mọi cơ hội ra tay của đám Lù. Thời điểm này cần lắm một cái đầu thông minh, và chúng ta có nó từ vị trí của đấng mũi dài. Cậu lệnh cho Karu ngậm theo một sợi dây chạy hết cỡ vòng quanh cái tháp. Sợi dây đã được tẩm dầu để làm vật dẫn, chỉ cần Luffy châm ngòi là lửa sẽ bùng lên mà thôi. Do Usopp là kẻ phá đám kế hoạch nên ả và lung tung sẽ ra tay trừng trị. Rồi, mày xong rồi. Chắc là chưa xong đâu. Từ đám lửa, Nami và Vivi đã ra tay ứng cứu kịp thời. Còn trường hợp của khứa 5 thì sau bao lần ăn hành bởi hắn, Usopp đã có dịp trả lại cả vốn lẫn lãi bởi một viên đạn ngôi sao hạt tiêu xíp thẳng vào mồm. Cay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Lần đầu trải nghiệm cảm xúc nhục nhã đến thế, khứa 5 tính cho Usopp nổ thành than. Muốn thế phải qua được thanh niên này đã. Zoro quay trở lại với vũ điệu hỏa thần, một đường dọn dẹp luôn bãi rác thích nổ. Trong khi đó, Luffy và Karu đã dí theo thầy Ba. Được một hồi thì trước mắt họ là cả bầy nhà thầy Ba. Hoang mang phết ấy. Nhưng game này với mũ rơm không khó. Một đạp chuẩn luôn thầy Ba. Cuộc chiến đến hồi kết thúc, tin mừng là Dory vẫn còn sống. Còn tin buồn là băng mũ rơm chưa thể tiếp tục hành trình, do kim nam châm vẫn chưa tích đủ. Thực ra cũng không buồn lắm. Trong lúc mọi thứ coi như xong thì ngôi sao hy vọng đã tới. Trước đó Sanji đã đến căn cứ của thầy Ba. Ở đó anh đã được tâm sự một chút với Mr. Không. Sạn đã bịp rằng băng mũ rơm đã bị tiêu diệt, đồng thời hạ gục cặp đôi đen đủi.
để thu về chiến lợi phẩm mà cả băng đang rất cần, kim nam châm đến Alabasta. Và thế là mọi thứ được giải quyết. Băng mũ rơm tiếp tục hành trình của mình để tiễn những người bạn tí hon. Broggy và Dory đứng sẵn ở cửa sông. Họ bảo cả băng cứ thẳng tiến sông pha, không việc gì phải xoắn. Và thế là cả bọn làm thật, kể cả khi phía trước là một con cá vàng sai rất nhiều ích hay là quẹo đấy. Cái đấy thì không cần thiết, bởi hai ông khổng lồ uy tín đợi họ đang luyên thuyên chút về quá khứ cái đã. Ở kia nói nhanh lên, cả bọn vào mồm mối. Rồi, xong quả này hết cứu. Sai, còn cứu được. Tuyệt kỹ phối hợp kiếm dìu hợp bích được kích hoạt. Hai đường chém cực mạnh lao với tốc độ rẽ sóng, đục một lỗ to tổ chảng trên bụng con cá, mở đường cho những người bạn tiếp tục thẳng tiến, bất chấp việc vũ khí của cả hai bị phá hủy ngay sau đó. Nhiều năm trước đây, trên đại dương tồn tại một băng hải tặc với thuyền viên là các cự nhân. Hai người lãnh đạo của họ là quỷ đỏ Broggy và quỷ xanh Dory. Cả hai đều có sức mạnh cực kỳ ghê gớm, hiếm có thế lực nào đủ năng lực để khiến họ phải rén. Nhưng huyền thoại về băng hải tặc ấy đã chấm dứt bởi câu hỏi của một cô bé: ai là người săn được con to hơn? Và thế là cuộc chiến huyền thoại 100 năm bắt đầu từ đó. Tiếng chuông núi lửa lại reo. Cuộc chiến lần thứ 73.468 xin phép được bắt đầu, nhưng do nhà đài cắt sóng nên chúng tôi sẽ quay về với băng mũ rơm. Lúc này đang có biến, Nami bất ngờ đổ bệnh. Kiểu này chắc là do thời tiết hắt hơi sổ mũi rồi. Cứ nốc một bữa đều huề toàn thịt là khỏi ngay. Cái này thì chỉ đúng với mỗi thằng đề xuất. Nếu về chuyện ăn uống, Sanji có thể giải quyết. Tuy nhiên do chưa rõ Nami mắc bệnh gì nên anh cũng chẳng dám làm ẩu. Tuy ngô nghê nhưng đám này thật là có tình cảm, cảm lạnh. Thấy Vivi lo quá nên căng theo thôi chứ biết mẹ gì đâu. Đông với chả độn, chỉ yêu tấu hề là hay. Chỉ đến khi nghe Vivi trình bày về tình hình của Hoa Tiêu thì cả bọn mới nháo nhào lên. Nami đang sốt rất cao, nếu để tình trạng này kéo dài thì khả năng không hề nhỏ là cô sẽ mất mạng. Nhưng không chỉ có Nami đang ở trong tình trạng đó, đất nước của Vivi cũng có nguy cơ bị tàn lụi. Trên tờ nhật báo số ra gần đây đưa tin, số lượng quân nổi loạn đã có thêm 300.000 người từ lực lượng triều đình. Tờ báo này đã có từ 3 ngày trước. Sợ rằng Vivi sẽ lo lắng nên Nami đã giấu. Biết rằng cô bạn rất lo lắng cho quê hương nên Nami đã cố gượng để tỏ ra là mình ổn, để dẫn đường cho con tàu đến Alabasta nhanh chóng trước khi quá muộn. Vivi hiểu mình cần phải khẩn trương hơn nữa, thế nên cô đề nghị mọi người hãy tìm bác sĩ nhanh và chóng chữa dứt điểm cho Nami, vì chỉ có cô mới dẫn đường được cho con tàu này đi nhanh nhất được. Ý kiến này quá hợp lòng anh em, tàu này thiếu ai thì thiếu chứ mất Nami là hỏng hẳn. Trên đường đi tìm thầy lang, băng mũ rơm đã chạm trán với một băng hải tặc khác. Thuyền trưởng là một gã với cái mồm to chà bá tên Wapon. Hắn sở hữu trái ác quỷ Baku Baku no Mi, một trái ác quỷ nâng cấp độ ăn tạp của con người lên tầm cao mới. Gì cái gì sơi được tuốt, kể cả là tàu. Không thể để cho tên mồm rộng này bạ đầu tập đấy. Lù đã cho hắn thấy thế nào là sức mạnh của cao su. Chỉ với một đòn Gomu Bazooka, cậu đã cho gã đó cuốn theo chiều gió. Thấy thuyền trưởng thẳng cánh cò bay, đám thuyền viên nháo nhác vội vã đi vớt. Vội là thế nhưng chúng vẫn không quên buông lời đe dọa, hẹn một tương lai không xa sẽ trả mối nhục này. Trước khi tiếp tục hành trình, Vivi có đôi lời chỉ dẫn cho anh em nào sắp khởi nghiệp đi tìm kho báu của Giang đi Milan. Hầu hết hòn đảo ở đây được chia thành 4 loại: xuân, hạ, thu, đông. Nếu lái tàu vào mùa xuân của đảo mùa xuân đến mùa đông của đảo mùa đông, sẽ có trải nghiệm 16 kiểu khí hậu khác nhau. Đấy, có gì thì ghi nó vào để về sau đỡ phải bỡ ngỡ. Lúc này băng mũ rơm đang đi vào vùng khí hậu của đảo mùa đông nên thời tiết lạnh thôi rồi lượm ơi luôn. Thông tin này là chuẩn bởi cả bọn đã thấy lờ mờ một hòn đảo không chỉ lạnh về khí hậu mà lòng người cũng lạnh chẳng kém. Vừa thấy băng mũ rơm là họ lăm vũ khí ngay, ít thì một súng mà nhiều ấy thì vài viên gạch. Từ trong đám đông một người đàn ông bước ra, yêu cầu cả bọn phải quay tàu, biết điều thì mau quay tàu mà cút trước khi có biến xảy ra. Luffy cố thuyết phục họ rằng mình chỉ cần một bác sĩ mà thôi, nhưng câu trả lời thì vẫn là no. Thực ra thì thái độ này cũng hợp lý, bởi hải tặc ở đâu thì tai họa ở đấy, bị đuổi là đúng. Tuy nhiên việc nổ súng bắn một cô gái thế này thì méo ổn rồi. Thấy đồng đội bị tấn công, Luffy nộ khí xung khiên tính ăn đủ với đám người đảo. Nhưng ở bối cảnh hiện tại thì đó lại là hành vi ngu ngốc, thân là người đứng đầu mà lại để cảm xúc chi phối như vậy sẽ gây họa cho những người phía dưới mình. Thay vào đó hãy dùng cái tâm để thuyết phục, sẽ có cơ hội lay chuyển lòng người cao hơn. Đó là những gì mà Vivi muốn Luffy hiểu trong hoàn cảnh lúc này. Luffy thấy thế cũng hiểu, bèn làm theo Vivi cầu xin những người trên đảo hãy giúp đỡ họ tìm bác sĩ để chữa cho Nami. Hên là gã to con bên kia là một người thấu tình nên đã đồng ý đưa những người bạn vào thị trấn. Anh này tên là Dalton, đội trưởng đội phòng vệ quốc gia. Dalton đã kể cho đám Luffy nghe về vị bác sĩ duy nhất của cái đất nước vô danh này, đúng hơn là một vị bác sĩ phù thủy. Sở dĩ bà ta bị gọi như vậy là bởi vì cái nét cổ quái. Họa huần lắm mới xuống thị trấn để khám bệnh, tiện shopping luôn. Nếu muốn gặp bà ta sớm thì cả bọn sẽ phải leo lên đỉnh núi ống khói cao nhất. Bà ta sống trong tòa lâu đài vô chủ. Trước tình hình Nami đang càng lúc càng nguy cấp, Luffy quyết định ship cô đến tận nơi cho lẹ. Đề nghị này vấp phải sự phản đối của Sanji và mọi người. Đường núi hiểm trở dưới thời tiết khắc nghiệt, chưa kể Nami yếu như thế này quả thực là quá nguy hiểm. Biết là thế nhưng Nami đồng ý theo phe Luffy, nhất định thuyền trưởng sẽ làm được thôi, để giảm hạn chế tối đa nguy cơ có thể xảy ra. Sanji quyết định sẽ đi cùng.
trước khi hội bạn di chuyển, Dalton khuyên họ nên đi từ mặt bên kia núi để tránh lũ thỏ ăn thịt Lapan cực kỳ hung dữ. Ba con thỏ quen lù với Sanji dư sức xử lý, và thế là họ lên đường, mang theo sau là tương lai của cả băng mũ rơm, aka vợ tôi. Trong thời gian chờ đợi, Dalton đã kể cho Vivi, Usopp và Viewer nghe về hoàn cảnh của đất nước này. Nó từng tên là Drum, một nơi đã sản sinh ra rất nhiều y sĩ xuất chúng, nhưng tất cả đều đã rời đi. Chuyện là hơn một năm trước, hòn đảo này đã bị một băng hải tặc với 5 thành viên tấn công. Vua của họ, Wapol, thay vì cầm quân chiến đấu, hắn lại dẫn toàn binh và y sĩ chạy trốn. Tuy nhận thiệt hại nặng nề do hải tặc gây ra, nhưng bù lại người dân đã thoát khỏi tên hôn quân bạo ngược. Họ nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ sự tự do ấy. Nếu một ngày Wapol quay trở lại, thêm một lý do khác nữa khiến cho vương quốc này thiếu vắng bác sĩ là bởi có một điều luật do Wapol tạo ra, chỉ lựa 20 bác sĩ giỏi nhất nước phục vụ, còn lại thì nhận cái kết đắng. Dalton khi đó đã rất phẫn nộ, nhưng rồi cũng bất lực mà không làm được gì. Trong lúc đang trò chuyện, cả nhóm hay một tin chấn động, bác sĩ phù thủy hiện đang chữa bệnh ở làng bên. Rồi xong, quả này nhóm Luffy đi coi như là công cốc, lỡ rồi đành chịu. Vivi, Usopp và Dalton lập tức lên xe, đến tìm bác sĩ ngay cho kịp. Nhưng rồi lại không kịp. Giữa lúc đó có một người thương tích đẩy mình đi vào. Anh ta thông báo cho mọi người một tin gây sốc: Wapol đã quay trở lại và sát hại toàn bộ đội vệ binh. Ngay lập tức Dalton lên ngựa đến thẳng chỗ Wapol. Lần này anh sẽ xử lý hắn một lần và mãi mãi. Hôn quân đã đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn nữa là hắn được support bởi một lũ bề tôi tương tự. Thật đen là Wapol có Chess và Kuro Marimore. Vì từng tham gia với chúng nên Dalton đề nghị tất cả hãy rời khỏi đảo. Ý tưởng hay đấy, nhưng Wapol chê, hắn về đây là để lấy lại vương vị của mình, nên Dalton ngoan thì sẽ được thương, còn không thì sẽ bị phạt. Khi ngôn ngữ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Dalton bắt đầu phát huy năng lực trái ác quỷ Yushi Yushi Nomi Model Bison để biến bản thân thành dạng bò nhân. Với sức mạnh này, Dalton vừa có tốc độ khủng khiếp kiêm luôn cả thể chất tuyệt vời, quét sạch đám lính lác chỉ trong nháy mắt. Với sức mạnh này, Dalton ở đây kể như vô địch. Nhưng anh có một điểm yếu chí mạng mang tên người dân. Tên Chess biết điều đó nên hướng tên vào họ, buộc Dalton phải lấy thân mình ra che chắn. Thương tổn quá nặng khiến anh lịm đi ngay sau đó. Giữa lúc ấy, một cơn bão tuyết ập đến vùi lấp mọi thứ. Điều gì đã xảy ra trên núi? Những người bạn của chúng ta liệu có ổn? Câu trả lời là không, tình hình đang rất tệ. Song song với diễn biến dưới núi, nhóm Luffy đã chạm mặt với lũ thỏ. Đúng như những gì Dalton đã nói, lũ này đúng điên. Lần một thì Sanji gánh team nên qua được, đến lần hai thì khó cứu. Chính lũ thỏ đã gây ra trận tuyết lở để tấn công phía nhóm Luffy. Trong quá trình thoát thân, Sanji đã lấy mình để giúp Luffy và Nami thoát nạn. Cũng may sau đó mũ rơm cũng tìm được anh. Số lượng bệnh nhân cần cứu hiện tại đã tăng gấp đôi, tốc độ giờ phải tăng gấp 10 mới được. Giữa đường đi, cậu phát hiện có một con thỏ Lapan đang cố cứu phụ huynh của mình. Khứa Luffy ngầu đét, một tay nhấc con thỏ khổng lồ lên rồi lẳng lặng rời đi. Cậu không biết rằng sự nghĩa hiệp này sẽ cứu mình một lúc sau, bởi đám Wapol đã đuổi tới. Trước đó khi thoát khỏi tuyết, chúng cho rằng chính Lù và Sạn đã bày trò hòng ám sát mình, nên đến để trả hết mọi món nợ. Mặc lời ba hoa trích chòe của hắn, Lù lẳng lặng né để tiếp tục hành trình. Cái thằng chết tiệt này cả gan bơ chậm. Quần bay đầu lên. Hai tên Chess và Kuro Marimore xông tới ra toán đón hiểm. Luffy toàn đánh trả, nhưng nhớ lại rằng Sanji đã dặn không được đụng chân đụng tay, vì lỡ khiến Nami bị dính đòn thì toi, nên cu cậu cũng thôi, cẩn tắc vô áy náy, cứ né cho chắc. Nhưng Lù càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới. Lần này có thêm sự góp mặt của Wapol, đẩy cậu vào đường cùng. Giờ mà chịu đòn thì toang Nami và Sanji mất. Giữa lúc nguy cấp đó, hai con thỏ Lapan đã ra tay tương trợ. Chúng ra hiệu cho cậu hãy đi trước để mình cùng anh em lo. Tuy nhiên ngặt nghèo không rời khỏi đám bạn, chúng chỉ chuyển đổi từ kẻ thù sang leo núi mà thôi. Miệng ngậm Sanji, thân mang Nami, với đôi tay trần, chân trần, áo mỏng tang, Luffy sẽ chinh phục ngọn núi ống khói dựng đứng này. Nếu bạn nghĩ hành trình này khó khăn thì đúng là bạn quá lạc quan rồi. Phải dùng từ khủng khiếp mới chuẩn cho hoàn cảnh của Luffy lúc này. Những đầu ngón tay rồi bàn chân đều nát bét để cố bám lấy lớp đá, cơ thể thì bỏng rất nặng, và vô vàn những khổ ải hành hạ cậu trong suốt quá trình leo. Ấy thế mà sau hàng giờ bằng sự phi thường, cậu đã đưa đồng đội mình lên đỉnh. Nhưng suýt chút nữa mọi thứ đã thành công cốc nếu không có đôi bàn tay của quái vật mũi xanh này giúp đỡ. Ở một diễn biến song song, Vivi và Usopp trong lúc di chuyển đã bắt gặp thanh niên Zoro. Ông thần này trong lúc ngồi coi thuyền rảnh rỗi sinh nông nổi, bày đặt ở chân để khổ luyện. Luyện đâu chả thấy chỉ thấy khổ, đã thế còn lạc đường. May mà còn gặp được bạn bè, chứ không thì cụ đi chân lạnh toát. Khi đến nơi, họ bắt gặp một đám lính Wapol đàn áp dân chúng, ngăn không cho họ cứu Dalton. Sự xuất hiện của lũ này quá đúng lúc. Zoro thì đang lạnh tê cu, cần lắm một cái áo ấm. Cướp của người dân thì chắc là thôi, giờ may sao lại có đám thuộc hạ của Wapol, thế thì chần chừ gì nữa mà không ra tay mà cướp lấy một cái. Thấy có vẻ ngứa đòn thích gây sự, đám lính lao lên tính tổ va. Hóa ra chúng mày chọn cái chết. Zoro dọn dẹp lũ này chỉ với vài đường kiếm cơ bản, game là dễ. Đường thông hè thoáng rồi. Ngay lập tức dân chúng ùa vào khẩn trương đào bới, tìm ra Dalton trước khi anh liệm hẳn. Quay trở lại với tình hình của đám Luffy, Nami hiện tại đã đỡ hơn nhiều. Còn đây là bác sĩ phù thủy trong lời đồn, Dr. Kureha, và phụ tá kiêm pet của bà Tony Chopper. Ngay trong lần đầu thấy ông cháu này, lù mê lắm, thịt này nướng chắc là ngon lắm. Sai rồi, phải hầm mới chuẩn. Và thế là hai khứa này đeo bám bằng được cu nhóc để làm món tẩm bổ cho Nami.
Có điều muốn nhóc tuần lộc này không phải dễ sơi đâu, bởi nó đã ăn trái Hito Hitonomi, từ đó sở hữu những khả năng của con người. Nami do không muốn ở lại đây quá lâu nên đã ngỏ rủ cu cậu tham gia tổ đội của mình. Điều này Dr. Kureha không cấm. Tuy nhiên để làm được điều đó thì không hề dễ, bởi Chopper mang trong mình một vết sẹo rất lớn và khó lành. Từ khi mới sinh ra, cu cậu đã bị kỳ thị bởi cái mũi màu xanh khác với đồng loại. Mọi thứ trở nên tệ hơn kể từ lúc Chopper ăn trái ác quỷ. Cu cậu bị coi như quái vật và bị đuổi khỏi bầy. Tất cả những gì Chopper khi đó muốn là có được bạn bè nên đã xuống núi với phong con người. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Cái mũi xanh như một kim bài kỳ thị. Cậu bị xua đuổi, bị tấn công, bị xỉ vả, bị coi như là một con quái vật chạy trong cơn tuyết lớn. Chopper vẫn chẳng hiểu lý do gì khiến bản thân mình bị ghét bỏ. Cậu chỉ muốn được có bạn bè mà thôi. Ấy vậy mà cậu chỉ nhận lại sự chối bỏ. Vết thương thể chất lẫn tâm hồn của Chopper là quá lớn nên cậu quyết định sẽ sống cô độc trong sự đau đớn ấy mãi mãi. Nhưng rồi người đàn ông đó đã xuất hiện. Gã ta là Hiluluk, một tay lang băm chuyên chữa người bệnh thành người nhiều bệnh hơn. Ông ta và Dr. Kureha có mối quan hệ quen biết bởi họ là hai bác sĩ cuối cùng của vương quốc này. Sau khi lệnh truy bắt toàn bộ y sĩ được ban hành, ước mơ lớn nhất của lão là hoàn thành thí nghiệm xàm le nào đó để cứu lấy cái vương quốc này, như cái cách hắn từng được cứu trong quá khứ. Lần đầu tiên Hiluluk và Chopper gặp nhau là khi Chopper đang bị thương rất nặng. Gã lang băm tiến lại gần để sơ cứu vết thương. Do thâm tâm vẫn còn bị ám ảnh cảnh bị con người truy sát, đã thế Hiluluk còn có súng. Điều đó đã khiến cho Chopper hiểu lầm ông tính làm hại mình nên đã ra sức phản kháng, nhất quyết không chữa trị. Hiểu được khứa này đang sợ hãi, Hiluluk đã tự cởi hết đồ ra để chứng minh bản thân không có ác ý. Một gã dở hơi nhưng lại ấm áp đến lạ thường, Chopper hạ sự đề phòng xuống rồi lịm đi ngay sau đó. Từ một đứa trẻ sống trong sự cô đơn và tổn thương, Chopper đã được đặt tên, được yêu thương, được hưởng những điều đẹp đẽ. Cậu và ông lang băm ngày ngày đi báo các gia đình, cùng nhau bị vệ binh truy đuổi, bán đứng nhau, cùng nhau đánh lộn, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau chia sẻ ước mơ. Ông lang băm còn truyền cho Chopper khái niệm về hải tặc, đó là những kẻ cừ khôi trên biển, với thân hình vai 5 tấc rộng, thân 10 thước cao, giọng nói thì ầm ầm như sấm rền, xé toạc cả bầu trời. Chắc là trừ thằng cu này ra. Ông khuyến khích Chopper hãy ra biển rộng ngoài kia để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, khi đó cậu sẽ thấy vấn đề tí hi ra làm sao. Nhưng thời gian tươi đẹp chẳng kéo dài được lâu. Một năm sau đó, ngày Chopper hoàn toàn bình phục cũng là ngày mà hai thầy trò nói lời từ giã. Hiluluk vội vã đuổi cu cậu ra ngoài, bảo cậu từ giờ tự lo, ông đã hết nghĩa vụ. Chopper gào khóc bên ngoài cầu xin Hiluluk. Trên đời này chỉ có mỗi ông là chấp nhận cậu, ông là tất cả, tất cả là tất cả với cậu. Rồi một tiếng động lớn vang lên, Chopper đã cố tình làm mình bị thương để được Hiluluk chữa trị cho mình một lần nữa. Nhưng không, không có chuyện đó. Hiluluk đã dùng súng, nhấn mạnh là dùng súng để đuổi Chopper đi. Nhìn đứa con của mình rời đi trong nước mắt, Hiluluk thực lòng không nỡ. Tuy nhiên sau tất cả, Hiluluk buộc phải làm vậy. Dr. Kureha đã khám và khẳng định thời gian sống của ông chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày. Hiluluk muốn tận dụng thời gian này để hoàn thành thí nghiệm tâm huyết suốt 30 năm của mình. Nhưng ông trời không cho Hiluluk toại nguyện. Ông thử đến đâu sai đến đấy. Chẳng có nhẽ thực sự giấc mơ của ông là hão huyền. Tối hôm đó, cánh cửa từ từ mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên xin lỗi ông vì đã mất một quyển sách. Chopper với vẻ ngoài không thể tàn tạ hơn mang theo một cây nấm. Hóa ra cuộc nói chuyện giữa Hiluluk và Dr. Kureha đã bị cu cậu nghe được. Trước đó trong lúc đi hành nghề, Chopper đã nghe được về một loại nấm có thể chữa bách bệnh, cho nên cậu đã tự về nhà để tra cứu, rồi tự mình thực hiện hành trình tìm ra cây nấm đó. Cậu băng rừng vượt thác, thậm chí phải chiến đấu với chính bầy đàn khi xưa, đối đầu trực tiếp với con đầu đàn, bị đánh cho không trượt phát nào. Chopper vẫn đứng lên quyết chiến, thành quả đã đến, cây nấm đã ở phía trước, nhưng ngăn giữa lại là một khe vực với dòng nước chảy xiết. Phải làm thế nào bây giờ? Đã thế con tuần lộc chết tiệt kia vẫn đeo bám. Phải làm gì bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Khi cậu bé này quá lương thiện, cậu chỉ muốn người thân duy nhất của mình được sống, sống cùng cậu, cùng cậu chiến đấu và dạy dỗ cậu thành một bác sĩ. Một tuần lộc thành một bác sĩ có ổn không doctor? Không, Chopper ạ, con sẽ là một bác sĩ tài hoa vì con có một tấm lòng tử tế. Đứa con ngốc nghếch này, hôm nay nhà tôi có làm món hành nên là mắt hơi cay. Anh em đợi tôi lấy khăn giấy chút. Má, cảnh phim này ác quá ác. Ok, rồi chúng ta tiếp tục. Sau khi băng bó vết thương cho Chopper và được thưởng thức món súp nấm mà cu nhóc mang về, Hiluluk đã cảm thấy khỏe lên nhiều. Dường như phép màu tình thân đã xảy ra, phản ứng mà ông chờ suốt 30 năm cuối cùng cũng đã đến. Thí nghiệm của cuộc đời Hiluluk đã thành công. Một lúc sau, Hiluluk phải ra ngoài một chút, bảo Chopper phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. Kèm theo đó là lời khẳng định, cậu chắc chắn sẽ là một bác sĩ tốt. Chopper sướng lắm. Nhưng đây là lần cuối họ gặp lại nhau. Khi đến nhà Dr. Kureha, Hiluluk đã giao cho bà một túi chứa thành quả 30 năm của ông. Kèm theo đó là hai lời thỉnh cầu. Một là nhờ bà tạo ra thêm hợp chất, hai là dạy cho Chopper trở thành một bác sĩ. Riêng điều thứ hai, ông đã dùng hai đầu gối của mình để cam đoan Chopper xứng đáng được dạy dỗ. Trước lời thỉnh cầu của gã lang băm, Dr. Kureha chửi liên hoàn rồi từ chối, thậm chí đuổi luôn Hiluluk ra ngoài. Với những gì đã hiểu về nhau, Hiluluk dám chắc người bạn già này đã đồng ý. Nhớ lại cách cư xử của gã lang băm, Dr. Kureha thấy có gì
lạ lắm. Bèn đến nhà ông ta để hỏi cho ra nhẽ. Tên lăng băm lâu rồi, bác sĩ cảm thấy khỏe hơn nên ra ngoài rồi ạ. Khỏe hơn? Làm sao mà lão khỏe hơn được? Mà kể từ sau khi bác sĩ ăn nấm này ạ. Nán ý, hi hi, đây là một loại thuốc chữa bách. Ngu ngốc, bà làm gì vậy hả? Đần độn, người có biết cây nấm đó là nấm kịch độc hay không? Chopper bần thần trước thông tin đó. Sao có thể là độc được? Rõ ràng là có biểu tượng đầu lâu. Mà hơn nữa bác sĩ cũng nói khỏe hơn mà. Chắc chắn là bà già này lẩm cẩm rồi. Thực tế làm gì trên đời này có thuốc vạn năng chữa bách bệnh. Nếu muốn cứu người phải có kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm y học. Lòng tử tế không thể cứu được người đâu. Tiếng khóc xé lòng của Chopper như phá vỡ bầu không khí. Ai ngờ rằng chuyện lìa xa lại diễn ra như này cơ chứ. Hilo lúc này đang ở trước lâu đài Drum. Ông đến để chữa bệnh cho hội y sĩ 20, nhóm những bác sĩ duy nhất còn được chữa bệnh ở cái đất nước này. Nhưng đó là cái bẫy mà Wapol răng ra mà thôi. Mà thôi, cái đó cũng chẳng quan trọng. May mà chẳng có ai bị bệnh cả. Liệu rằng một người sẽ chết khi nào nhỉ? Một viên đạn xuyên tim chăng? Không, cơn bạo bệnh ập đến bất ngờ. Không, ăn phải một món súp có nấm độc cơ. Không, một người chỉ mất đi khi chẳng ai còn nhớ đến người đó mà thôi. Chứng kiến người bác sĩ thực thụ ấy, Dalton đã không kiềm được nước mắt. Người bác sĩ ấy ngạo nghễ biết bao. Ông giơ chén rượu lên và rằng mình đã có một cuộc đời viên mãn. Một tiếng nổ nhức nhối vang lên. Gã đàn ông ấy đã ra đi, để lại một trái tim bé bỏng tan nát. Chopper hóa hình thành quái vật lao đến Wapol, nhưng đã bị Dalton dạng la chặn lại. Anh muốn giữ lại hạt giống mà vị bác sĩ ấy đã để lại. Anh cầu xin Chopper hãy quay về đi, đừng hy sinh vô ích vì đất nước này. Sau khi cô nhóc đã đi, Dalton đã không kiềm được sự phẫn uất nữa. Khốn kiếp thật, dù đất nước này có y thuật cao siêu đến đâu thì cũng không chữa được bệnh ngu si đâu. Hậu quả cho màn nói thật là Dalton vào tù. Nhưng đất nước này cần người được cứu. Chopper đã cầu xin Dr. Kureha hãy dạy y thuật cho mình. Cậu sẽ làm bác sĩ chữa được bách bệnh, kể cả bệnh của quốc gia. Vì mọi bệnh tật đều có thuốc chữa, chắc chắn là như vậy. Muốn chữa được bệnh cần tìm ra căn nguyên của nó. Và căn nguyên của quốc gia này đã đến Wapol. Hắn đến đây để lấy lại lâu đài cùng vương vị của mình, đồng thời xé bỏ cái lá cờ đang phật phờ kia nữa. Nếu hắn muốn làm được điều đó thì phải bước qua xác của Dr. Kureha và Chopper cái đã. Bà khuyên tên mồm to nên cút đi thì hơn, bởi Drum của hắn tàn lụi rồi. Dĩ nhiên đời nào Wapol chịu. Cùng lúc đó Luffy đi ra xin kéo xử lý tên mồm rộng với một súng lục cao su để mở bát. Cú đấm khiến Wapol văng tít mù. Nếu không có hai khứa đi theo chắc rơi bố xuống núi. Sau 7749 lần bị đám Wapol làm phiền, giờ là lúc Luffy tính cả nợ cũ lẫn lãi mới một thể cho xong. Dĩ nhiên Wapol không đứng không để Lù làm điều đó. Hắn quyết phải đánh cho Lù tan nát thì mới hả dạ. Nhưng từ từ đợi tí cho mũ rơm thêm ráo chống lạnh cái đã. Trong thời gian đó, hai bên có tí trao đổi qua đường mõm. Cụ thể thì Wapol buộc tội Dr. Kureha về tội chiếm đoạt chỗ ở. Đã thế còn treo cờ bậy bạ. Nhưng đây không còn là lâu đài Drum nữa. Nó giờ là mộ của Dr. Hiluluk rồi. Với những gì đã cống hiến, ông xứng đáng được ghi danh. Chứ Dr. Kureha chẳng hứng thú gì cái lâu đài tàn tệ này. Còn lá cờ kia là biểu tượng cho niềm tin không gì là không thể. Bài học mà Dr. Hiluluk đã luôn muốn dạy dỗ Chopper. Những thứ đó thật ý nghĩa nhưng lại không là gì với Wapol. Với hắn lá cờ đó là miếng rẻ rách mà thôi. Chopper nghe xong thì hết sức chịu đựng. Cậu chuyển hóa thành dạng con người, sẵn sàng một kèo đấu với đám Wapol. Trong một nỗ lực ra chiêu, cú cậu đã rơi vào mồm Wapol. Tưởng như quả này thành món nộm tuần lộc đến nơi rồi, thì Luffy đã comeback kịp thời để phối hợp với Sanji ra chiêu, vừa cứu nhóc tuần lộc một bàn thua, vừa mém cho tên Wapol khuất núi. Kết thúc màn dạo đầu, giờ đến hiệp chính. Wapol kích hoạt trạng thái mang tên Wapol House, rồi nuốt luôn hai tên tay sai nhằm dung hợp chúng thành một bản thể mang tên Chess Marimo. Mở bát là cú nã pháo liên hoàn từ phía Wapol hướng về phía lá cờ của Hiluluk. Chopper đã không kiềm được nữa, cậu lao đến quyết phải nhét cho hắn vài đấm cho hả dạ. Nhưng khi nhớ lại lời dạy của bác sĩ thì cậu lại dừng lại. Ông từng nói vua và quốc gia này bị bệnh trong tim, nhưng tên hôn quân này liệu có xứng đáng được chữa trị hay không? Cậu cũng không chắc nữa nên là hạ tay khuyên Wapol nên cút đi. Khổ lắm, nói mãi rồi, đừng có nói lý lẽ với tên này. Hắn chỉ chờ có thế để giở trò hèn hạ ra tay với Chopper mà thôi. Trong lúc đó, Lù đã lên đỉnh lâu đài để bảo vệ lá cờ. Dù cho Wapol có làm trò gì đi chăng nữa thì lá cờ biểu tượng của hải tặc vẫn sẽ tung bay. Nó là biểu tượng của niềm tin. Chopper thấy thế thì mê lắm. Hóa ra đây chính là cướp biển mà Dr. Hiluluk đã nói. Trở lại với cuộc chiến, sau khi Sanji bị loại khỏi cuộc chiến vì chấn thương tái phát, kèo đấu đã được chia ra theo từng cặp. Chopper sẽ đối đầu với Chess Marimo, còn Luffy thì sẽ tấu hài. À không, ý tôi là sẽ chiến với Wapol. Với một kẻ thù có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm thế này, Chopper quyết định sẽ dùng hàng nóng Rumble Ball. Tác dụng của thuốc chỉ có trong 3 phút, chừng ấy thời gian là đủ để cu cậu hạ gục đối thủ. Gái cũng khén đấy. Chess Marimo mở bát bằng một đòn tên lửa. Chopper easy né được bằng dạng thú. Dựa vào năng lực của Dalton, Chess Marimo tính bắt bài Chopper rồi. Ai ngờ cu này lắm bài lắm, cu nhóc này lắm trò hơn nhiều. Đối thủ định tấn công tâm gân, Chopper sử dụng Jumping Point để bật nhảy. Tiếp đến là Guard Point để phòng thủ.
Nguyên nhân khiến cu nhóc phá bỏ được giới hạn trái ác quỷ chính là bằng viên Rumble Point đã uống đầu trận. Nhờ nó mà bước sóng biến đổi bị bóp méo. Sau 5 năm nghiên cứu, Chopper đã có tổng cộng 7 dạng biến hình tiếp đòn lao lên của Chess Marimo. Chopper kích hoạt dạng Arm Point để ra chiêu quốc sắt phá bỏ lần lượt vũ khí của đối phương. Giờ thì tên kia cay lắm rồi. Hắn dùng hàng nóng spam liên hoàn về phía nhóc tuần lộc. Dĩ nhiên cu cậu đủ thông minh để biến đổi liên hoàn khiến tên kia không thể chém trúng. Mấy cái động tác nhào lộn tưng tưng nãy giờ của cu cậu không đơn thuần chỉ là né đòn đâu, mà cao tay hơn nữa là tìm ra điểm yếu của đối thủ khi sử dụng trạng thái Brain Point, nâng cao trí tuệ, kích hoạt khả năng dò tìm, chốt mục tiêu. Dạng Arm Point, tuyệt kỹ hoa anh đào, một guốc thẳng hàm hạ gục luôn đối thủ. Chiến thắng thuộc về Chopper trong đúng 3 phút. Ơ nhưng mà khoan, chẳng phải Luffy lo liệu Wapol hay sao? Tôi bỏ mẹ, mải xem quá quên hắn mất tiêu. Luffy lập tức bật tốc vào lâu đài tìm cho ra tên mồm rộng đó trước khi hắn làm hại Nami. Chuyện đó sẽ không cần lo nếu như Nami không tự ý ra khỏi phòng. Hậu quả là bị dí cho chạy muốn vắt giò. Chui xuống dưới cứ ngỡ với bề ngang ngoại cỡ kia thì Wapol bó tay. Ai ngờ tên này có khả năng tự ăn mình rồi tự cúc bản thân để cho ra trạng thái mới. Wapol gầy, quả này tha hồ mà đuổi. Này thì bắt nạt đồng đội tao này. Vừa được hứa thuyền trưởng cứu xong, Nami đã ship ngay cho Lù một bất ngờ bill bồi thường đái ra quần do làm hỏng chiếc áo giá sấp xỉ 30.000 belly của cô à. Nên Lù phải chịu đền bù gấp 3 kèm tiền lời lãi. Rồi rồi, xong mày rồi. Trở lại với Wapol, hắn hiện tại đã đến được kho vũ khí. Giờ chỉ cần sơi hết vũ khí ở đây, hắn sẽ kích hoạt trạng thái siêu vũ khí. Kế hoạch rất sáng nhưng không thể xảy ra bởi chìa khóa méo còn. Tầm này thì ăn sau được thằng Lù. Nên Wapol quyết định truyền cho thượng sách. Mục tiêu của hắn là vũ khí hủy diệt của Drum, đại bác vương miện hoàng gia Drum 7 năm. Một khi kích hoạt là địch tan hoang ngay. Wow, ảo thật đấy. Vũ khí hủy diệt chẳng nhẽ hết hạn sử dụng. Không, chỉ là nó đã thành ổ cho chim tuyết thôi. Toang. Thôi làm trò được rồi, giờ là lúc chiến nghiêm túc đây. Thấy tình hình quá căng, Wapol lôi việc Drum là thành viên của chính thế giới ra lòe. Nhưng Lù méo kè, đã thế Wapol tập luôn Lù. Lù khóa mõm luôn. Còn thế này thì sao? Ma thằng trời giờ. Đáng đời thằng con rời lao lếu. Ôi bạn ơi, chơi bẩn không thọ đâu. Để chứng minh lời mình vừa nói, Luffy sử dụng chiêu cung tên cao su, cho hắn lên đỉnh để nhìn thấy lá cờ hải tặc cho rõ hơn. Nhìn rõ rồi thì sẵn sàng đi. Gomu Gomu no Bazooka. Wapol bay mất dạng, kết thúc cuộc chiến với phần thắng thuộc về chân lý. Cùng lúc đó, Dalton cùng người dân đã đến nơi. Trước đó anh bò rừng đã được đoàn 20 y sĩ cứu chữa nên tính mạng đã được tạm giữ. Nếu chẳng may Luffy thất bại trước Wapol, anh sẽ lấy thân mình để đồng quy vô tận với hắn. Thật may kịch bản tồi tệ ấy đã không diễn ra. Sau những đêm đông dài, cuối cùng Drum cũng thấy được màu xuân ấm áp, và cả nhóc tì Chopper cũng thế. Giờ chỉ có một chút vấn đề cần làm nữa thôi. Một là thuyết phục bằng được Chopper lên tàu, hai là hội bị bệnh vết thương sớm được cho ra viện nhờ việc thó được chìa khóa kho vũ khí của Wapol. Mà Nami đã thỏa thuận xong điều số 2. Phần còn lại nhờ hết khớ mũ rơm. Trước sự treo kéo quyết liệt của Luffy, lòng của Chopper đã rung rinh, nhưng cậu vẫn nhất quyết chối bỏ. Để dứt khoát một lần cho xong, Chopper đã gặp Luffy để trình bày nỗi lòng. Cậu cảm ơn vì mũ rơm đã mời mình, nhưng thân là một con tuần lộc, lại còn là tuần lộc mũi xanh, dẫu có muốn thì cậu cũng không thể. Mấy lời đó với Luffy là tào lao. Nếu đã muốn thì đi ngay thôi. Chopper thêm lần nữa rơi nước mắt, nhưng là mang trong mình sự hạnh phúc. Lát sau Chopper tìm đến Dr. Kureha để trình bày nguyện vọng. Cậu muốn trở thành cướp biển cùng băng mũ rơm và đi thám hiểm vòng quanh thế giới. Miệng thì Dr. Kureha chửi mắng không ngớt, lời lẽ thì như tát nước vào mặt, thậm chí còn dùng cả biện pháp mạnh lùa cho cô nhóc chạy té khói vì cái tội ăn nói tinh tướng. Ý chí đã quyết nên Chopper đành làm liều, kéo theo xe tuyết đưa tất cả xuống núi theo đường cáp treo. Cô cậu mang theo những kỷ niệm đẹp đẽ và để lại kỷ niệm khó phai cho người ở lại. Dù hành động lẫn lời nói có vẻ ối rồi ôi, nhưng Dr. Kureha vẫn là một con người ấm áp. Để gửi món quà cho cu tuần lộc cũng như hoàn thành tâm nguyện của kẻ đã khuất, những nòng pháo hướng thẳng lên bầu trời, những quả đạn pháo được bắn lên và tạo ra một cảnh tượng trước nay chưa từng thấy. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Lời nhắn gửi của người cha đã khuất gửi gắm cho đứa con nhỏ sắp bước đi theo giấc mơ của nó. Ai nói xứ lạnh không có hoa anh đào? Cảnh tượng này chẳng phải đẹp lắm hay sao? Chopper thêm lần nữa lại khóc. Cậu khóc rất to, rất vang. Tiếng khóc để bắt đầu hành trình mới. Cậu sẽ kế thừa vị bác sĩ vĩ đại nhất của Drum, Dr. Hiluluk. Con tàu Going Merry tạm biệt hòn đảo mùa đông để tiếp tục hành trình của nó. Băng mũ rơm có thêm thành viên mới, bác sĩ tuần lộc Tony Chopper. Sau khi băng mũ rơm rời đi, hai người dân đã đem tờ truy nã của Lù đến. Họ nhận được nó từ một thanh niên. Cậu ta có nhờ họ hãy gửi lời đến Luffy rằng hẹn gặp ở Alabasta trong 10 ngày nữa. Tên hắn là Ace, thích ăn donut, cứ nói thế là được. Rồi rời đi do ăn quỵt bị chủ quán dí. Thanh niên này thì có quan hệ gì với Luffy? Hành trình của tổ đội bất ổn sẽ diễn ra như thế nào? Ai cũng biết rồi. Nhưng nếu muốn nghe chúng tôi recap lại thì hãy ủng hộ nhé. Còn bây giờ thì tôi quản quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.